so với đội U23 Việt Nam đang tham dự giải U23 Đông Nam Á 2023. Đội U23 của huấn luyện viên Philippe Chaussier có mục tiêu khác và được đánh giá là xịn hơn. Tuy nhiên, danh sách đội U23 Việt Nam vừa được nhà cầm quân người Pháp công bố khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, trong danh sách 22 cầu thủ được triệu tập ở giai đoạn đầu tập luyện, đại đa số là những gương mặt mới lần đầu tiên được khoác áo U23 Việt Nam. Ông Philippe Chaussier mở rộng tối đa cơ hội cho tất cả các cầu thủ mà ông đánh giá có tiềm năng. Họ đều là những gương mặt còn rất trẻ và chủ yếu đang thi đấu cho các câu lạc bộ tại giải hạng nhất và hạng nhì quốc gia. Tuy nhiên, trong giai đoạn tập huấn đầu tiên, ông Philippe Chaussier tập trung chủ yếu vào công tác rà soát, đánh giá phong độ cũng như khả năng hòa nhập của các cầu thủ được triệu tập. Điều này cũng có nghĩa danh sách U23 Việt Nam hiện tại sẽ có nhiều biến động. Đặc biệt, sau khi V-League kết thúc và U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hoàn thành thi đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan trở về. Khi đó, những cầu thủ tốt nhất của U23 Việt Nam sẽ được bổ sung cho đội hình tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Theo kế hoạch, bảng C vòng loại giải U23 châu Á năm 2024 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ 6 tháng 9 12/9 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ, với sự tham gia của 4 đội bóng: U23 Singapore, U23 Guam, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn một đội xếp thứ nhất và cạnh tranh một trong 4 vị trí thứ nhì tại 10 bảng còn lại có thành tích tốt nhất góp mặt tại vòng chung kết cùng với chủ nhà U23 Qatar. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Guam ngày 6 tháng 9, gặp U23 Yemen vào ngày 9 tháng 9 và gặp U23 Singapore vào ngày 12 tháng 9.